Lý do khiến cư dân mạng biết trước Big Mao có cái kết quá buồn. Trước khi phát sóng tập cuối, khán giả đã biết Big Mao có kết thúc không trọn vẹn nhiều chi tiết này. Big Mao là một trong những bộ phim có tình tiết xoắn não nhất trong năm nay. Tác phẩm liên tục xuất hiện plot twist, đồng thời còn có nhiều chi tiết đau lòng. Do đó, trước khi xem tập cuối, nhiều người đã biết phim sẽ có kết thúc buồn. Theo tìm hiểu, kịch bản của Big Mao được thực hiện bởi Kang Jang-chul và Jung Ki-ung-sun. Đây cũng là bộ đôi biên kịch xây dựng nên tác phẩm Vagabond của Lee Seung-gi và Bae Suzy. Trước đó, Vagabond đã có một cái kết mở khiến nhiều người bức xúc. Vì hoàn cảnh nên Cha Jagu, Lee Seung-gi phải giả chết. Điều này cũng khiến bộ đôi Cha Jagu và Go Hye-ri, Suzy phải chia cắt trong tiếc nuối của khán giả. Trong tập cuối của Vagabond, phim vẫn còn nhiều tình tiết bị bỏ ngỏ. Do đó, khán giả đang chờ phần 2 của tác phẩm để giải quyết các khúc mắc ở phần 1. Quay lại với Big Mao, càng về cuối phim càng có nhiều tình tiết khiến khán giả lo lắng. Từ khi phát sóng đến nay, vợ chồng Trang Ho, Lee Jong Suk liên tục gặp sóng gió và nguy hiểm. Sau đó, Lee Ho, Jun Na còn bị chẩn đoán ung thư hạch cấp tính giai đoạn cuối. Tuy nhiên, do Trang Ho quá bận rộn với việc tranh cử nên không chú ý đến sức khỏe của vợ. Từ những chi tiết này, người xem càng tin rằng bộ phim sẽ có cái kết không trọn vẹn. Đúng như dự đoán của khán giả, Mi Ho đã ra đi mãi mãi ở tập 16, điều này đã trở thành nỗi đau vô hạn cho Trang Ho và người hâm mộ của bộ phim. Không những có kết thúc buồn, cặp đôi chính còn không có một nụ hôn nào trong suốt 16 tập. Vì vậy, khán giả cảm thấy rất thất vọng trước cái kết này. Thậm chí, một số người còn đòi tẩy chay biên kịch vì thực hiện cái kết quá buồn.